Không biết là mình có nhiều fan hâm mộ nữ đến thế, em chỉ biết là em chỉ cố gắng về chuyên môn thôi, còn đấy chắc là cái về ngoại hình của em, còn đâu em sẽ cố gắng để có thể mọi người biết đến em về chuyên môn. Em thì em có muốn gửi gắm đó chính là em là một cầu thủ môn, và đó chính là cái quan trọng nhất của em, đó là chuyên môn. Lúc nào cũng muốn là mọi người biết đến mình, quý mến mình vì những pha thể hiện, vì những pha ở trên sân bóng chứ không phải là cái ngoại hình bóng phòng của em. Mục tiêu gần nhất đối với em là đó là được ra sân ở câu lạc bộ Sài Gòn, còn bước tiếp nữa là được tham dự SEA Games 2021. Cảm giác của em rất là háo hức được ra sân. Em chỉ biết là cố gắng tập luyện để có thể trạng thái tốt nhất. Nếu có thể được ra sân thì có thể đạt được phong độ tốt và thể hiện. Đối với em thì cái việc bước tiếp kế cận của đất đàn anh rất tốt, và cái việc của em cần phải trau dồi mình kinh nghiệm để tốt hơn nữa. Nếu mà mình được thi đấu thì mình phải tốt hơn, trau dồi tất cả cái kinh nghiệm của mình được ở các anh, được tập luyện trải qua các thời huấn luyện viên, em phải cố gắng. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.